Tháng cô hồn, 12 con giáp cần làm gì để bình an vượt qua tháng này? Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Như quý vị đã biết, theo quan niệm dân gian ta truyền lại thì tháng 7 âm lịch là thời điểm quỷ môn rộng mở, nhân gian và địa ngục thông nhau, ma quỷ được tự do trở về cõi trần nên dân gian ngập tràn âm hồn. Vậy, 12 con giáp cần làm gì để có thể bình an vượt qua tháng cô hồn này nhằm hóa hung thành cát? Hãy cùng tìm hiểu! Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tuổi Tý. Đầu tháng cô hồn hung vận bao trùm khiến cho người tuổi Tý không tránh khỏi bế tắc. Thời điểm này, bạch hổ hung tinh rình rập mang theo điểm báo tai họa. Người tuổi Tý hết sức chú ý cẩn thận, cẩn trọng trong những công việc mình cần thực hiện. Đặc biệt là vào khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Trong tháng cô hồn, những mệnh chủ tuổi Tý ban ngày nên mở cửa sổ, cửa ra vào, để cho căn nhà càng ngập tràn ánh sáng tự nhiên thì càng tốt, giúp xua đi những phần âm khí, uế khí, mang lại cho căn nhà nơi sinh sống của bạn thêm phần mát mẻ, tươi mới, có những luồng sinh khí mới. Nếu gia chủ có ý định tảo mộ hoặc làm những công việc có liên quan đến phần mộ của nhà mình thì bản mệnh cần phải chú ý những điểm sau. Thứ nhất, nam giới tuổi Tý phải hoàn toàn thành tâm khi cầu khấn những người đã khuất. Trong lúc cầu khấn, không nên nghĩ tới chuyện khác, tránh sao nhãng, kẻo vong hồn đi lạc sẽ quấy nhiễu, đeo bám. Thứ hai, nữ giới tuổi Tý nếu có lòng thì chỉ nên đứng từ xa bái vọng, chứ không nên trực tiếp tham gia vào các công việc liên quan đến xây sửa mộ phần của gia đình. Trong tháng này, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn mang theo bên người một pháp khí phong thủy giúp hóa sát, kỵ tà, đem lại bình an may mắn cho mình như vòng tam hợp quý thần, mặt Phật minh quang pháp bảo hay bát bảo tâm kinh. Cùng với đó, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người dân Việt Nam, tháng 7 âm lịch có ngày xá tội vong nhân nên nhiều người thường chuẩn bị mâm cơm cúng cô hồn trước nhà để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình. Ngoài mâm cơm cúng tổ tiên để tỏ lòng thành kính báo hiếu nhớ đến tổ tiên, những người họ hàng đã khuất thì mâm cỗ cúng cô hồn cũng rất quan trọng, cần cúng đúng để không gặp xui xẻo trong tháng 7, cũng như tích đức tích phước cho con cháu, xóa tội cho vong linh của gia đình dưới suối vàng. Các mệnh chủ tuổi Tý cần nhớ tránh nhanh vội mà khiến cho việc chuẩn bị lễ cúng nhà mình sơ sài, thiếu trang nghiêm, trang trọng. Tuổi Sửu. Trong tháng 7 âm lịch, tử vi của những người tuổi Sửu bị tiên quan và thương quan án ngữ khiến cho công việc có thể gặp chút trục trặc. Ngày mùng 1 cho đến ngày 12, vận khí của tuổi Sửu không thực sự tốt, khiến cho bạn dễ phân tâm và khó lựa chọn hướng đi trong công việc. Những người thuộc con giáp này có xu hướng bị người khác sai khiến, lợi dụng, làm chuyện khuất tất mà không hay biết, nên cẩn thận kẻo bị gánh tội thay. Qua ngày rằm, những khó khăn bắt đầu lùi xa, người tuổi Sửu có thêm cơ hội mới cả về tình cảm cũng như sự nghiệp. Có điều, thành bại ra sao tùy thuộc vào sự nhanh nhẹn và nắm bắt của người tuổi này. Tháng này có ngày lễ Vu Lan báo hiếu, con giáp này hãy thể hiện lòng biết ơn với cha mẹ đã khuất. Ai may mắn còn được sống cùng cha mẹ, hãy trân trọng từng phút giây quý giá để tránh những hối tiếc muộn màng về sau. Trong tháng này, tuổi Sửu nên hạn chế ra đường vào ban đêm, tránh các địa điểm như nghĩa trang, bãi đất hoang. Nếu chẳng may có công việc phải đi qua những nơi đó, gia chủ hãy mang bên mình trang sức trợ mệnh, bát bảo tâm kinh, giúp tăng cát khí, gia trì công đức,
mang lại bình an, may mắn cho bản mệnh vượt qua tháng cô hồn này. Tuổi Dần. Tuy là tháng cô hồn, nhưng những người tuổi Dần lại được quý nhân phù trợ. Trên lá số của bạn có các tên soi chiếu nên đường công danh không gặp nhiều trở ngại như những người khác trong tháng này. Tuy nhiên, về vấn đề tình cảm tài chính thì lại nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân dẫn đến là từ chính người tuổi Dần. Ảnh hưởng của thời vận âm thịnh dương suy khiến cho tính cách của những người này có phần hơi nóng nảy, đồng thời thiếu sự kiểm soát trong chi tiêu. Người tuổi Dần dễ rơi vào tình cảnh cháy túi trong một vài ngày vì mua sắm quá nhiều. Áp lực tiền bạc khiến cho khuôn mặt họ luôn cau có, dễ nảy sinh tranh cãi với người thân vì giận cá chém thớt. Vậy nhưng, vì bạn có các tinh dẫn đường nên nếu biết tu tâm, giai đoạn khó khăn sẽ không kéo dài lâu. Trong tháng cô hồn này, người tuổi Dần chỉ cần lưu ý nhỏ là không nên ra ngoài vào buổi tối. Nếu có việc bắt buộc thì nên đeo thêm trang sức vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất để trừ tà, hóa giải những điều xui rủi không may. Ngoài ra, vận tiểu nhân của tuổi Dần tăng mạnh trong tháng 7 âm lịch này. Mặc dù chính tháng tà, bản thân ngay thẳng không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng tuổi Dần vẫn đề cao cảnh giác. Tuổi Mão. Tháng 7 âm lịch này, tài vận của tuổi Mão không mấy lý tưởng, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại. Để tránh gặp xui xẻo, bản mệnh nên biết tiết chế cảm xúc, chớ vì lời nói thiếu suy nghĩ mà dính họa thị phi. Vận trình tài lộc của tuổi Mão trong tháng cô hồn có phần không được ổn định. Trong khi thực thần bảo trợ mang tiền vô như nước, khi thì kiếp tài lại khiến cho tiền đội nón ra đi. Những người này dễ kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng chi tiêu cũng phát sinh không ít. Giống như dự báo tháng cô hồn, tiểu nhân thường xuất hiện, người tuổi Mão hết sức chú ý đề phòng, không nên vội vàng tin tưởng người ngoài, kẻo bị hãm hại trong công việc. Vấn đề lớn nhất trong tháng của tuổi Mão chính là bản mệnh không vững, dễ mắc bệnh. Hơn nữa, nếu có ốm đau, bệnh cũng có nguy cơ trở nặng hơn thường ngày. Tuổi Mão nên chú ý xây dựng chế độ ăn uống khoa học hơn và luôn luôn nhớ mang theo bên mình một trang sức hộ thân để hóa sát kỵ tà cho mình trong khoảng thời gian u ám nhiều âm khí, uế khí này. Tuổi Thìn. Trong tháng cô hồn, người tuổi Thìn nên thận trọng bởi âm khí quấy nhiễu có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, vận khí của tuổi Thìn có phần kém sắc hơn so với những tháng trước. Bản mệnh cần phải không ngừng nỗ lực cố gắng, tiết chế cảm xúc, quan tâm hơn đến mọi người xung quanh để tạo ra vận khí tốt, xua đuổi điều xui xẻo. Trong tháng 7 âm lịch này, thương quan và kiếp tài rình rập khiến cho tài lộc ngày càng sa sút, thu tiền về không đủ cho các khoản phát sinh, khiến cho tuổi Thìn bị áp lực tài chính rất nhiều. Cho dù có nhiều khó khăn, nhưng lời khuyên là trong thời gian này, tuổi Thìn nên tự mình gánh vác mọi việc, không nên chủ quan nhờ vả vào người khác. Hạn tiểu nhân khiến cho bạn dễ gặp khó khăn trong công việc. Người thành tâm giúp thì ít, mà kẻ trực chờ đạp ngã mình sẽ nhiều hơn. Với sự kiên trì và chăm chỉ vốn có của tuổi Thìn, thời gian khó khăn này sẽ qua nhanh thôi. Bạn nên nhớ, sau cơn mưa, trời lại sáng. Để được bình an, may mắn, những chú rồng có thể đeo vòng tam hợp quý thần, Thân, Tý, Thìn theo tuổi của mình để trừ tà, hóa giải những điều xui xẻo đeo bám. Tuổi Tỵ. Các chuyên gia phong thủy khuyến cáo rằng những mệnh chủ tuổi Tỵ trong tháng cô hồn chớ nên ra ngoài vào buổi tối. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài nên yên tâm hơn thì bản mệnh cần phải đeo vòng bát bảo tâm kinh giúp gia chủ bình an, may mắn. Trong tháng này, khi đi ngủ, bản mệnh nên để đèn ngủ, không nên tắt hết đèn. Ngoài ra, do âm khí cực thịnh trong tháng cô hồn, nên bản mệnh luôn cảm thấy căng thẳng, đầu óc thường xuyên trong tình trạng rối bời. Vì vậy, gia chủ đừng vội vàng đưa ra những quyết định lớn, kẻo sau này hối cũng không kịp, nhất là những bản mệnh tuổi Tỵ đang có quyết định ly hôn. Tuổi Ngọ.
những người tuổi Ngọ cần tránh cho người khác vay tiền trong tháng cô hồn, nếu không muốn tiền một đi không trở lại. Bản mệnh có thể mang tiền đi làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để tích phước cho bản thân và con cái sau này. Nếu cảm thấy trong người có chút bất an, tuổi Ngọ có thể đặt hồ lô hóa sát ở góc phía bên trái phòng hoặc đeo vòng tam hợp lộc tài để trừ tà hóa sát, đem lại bình an may mắn cho bản mệnh. Tuổi Mùi. Vận khí của người tuổi Mùi trong tháng cô hồn tương đối tốt, không lo hao tài tốn của. Điều cần lưu ý với con giáp này trong tháng 7 âm lịch là suy nghĩ kỹ trước khi nói, không làm những việc mang tính chất may rủi trong tháng này. Càng làm được nhiều việc thiện, bản mệnh càng tích được phúc đức cho mình, cũng như con cái sau này. Đồng thời, gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp lộc tài, hợi, mão, mùi, tăng cát khí quý nhân may mắn, kỵ tà hóa giải mọi điều xấu xảy đến, giúp cho bản mệnh bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuổi Thân. Người tuổi Thân có thể sử dụng vòng bát bảo tâm kinh hoặc treo sâu mai hoa phú quý trong nhà để cầu bình an không chỉ trong tháng cô hồn mà còn cho cả một năm thịnh vượng. Trong tháng cô hồn, con giáp này cần nhớ đừng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo với chút thành công còn con mình đạt được, bởi chính điều này chỉ khiến cho bản mệnh rước thêm rắc rối, vận tiểu nhân vào người, chẳng khác nào bị ma quỷ bùa vây tứ phía, thành rồi lại bại, có rồi lại trắng tay. Tuổi Dậu. Tháng 7 âm lịch là tháng không mấy may mắn với người tuổi Dậu. Đây không phải là một tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn hay phung phí tiền bạc cho ăn chơi. Tháng này, bản mệnh cần đặc biệt chú ý giữ rèn sức khỏe, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định và tránh để tâm lý khủng hoảng mà khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng. Khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp lộc tài giúp tăng cường cát khí, quý nhân may mắn, tăng cường sức khỏe, gia hộ bình an cho bản mệnh vượt qua tháng cô hồn một cách an nhiên vui vẻ nhất. Tuổi Tuất. Nhìn chung nếu có ý định chuyển việc hay bắt đầu một công việc mới trong thời gian này thì những người tuổi Tuất nên tạm dừng để thời điểm khác thích hợp hơn. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn trong lời nói để luôn giữ được hòa khí, tránh vận tiểu nhân đeo bám. Để vượt qua tháng cô hồn bình an, gia chủ nên sử dụng vòng bát bảo tâm kinh và thường xuyên ăn chay niệm Phật giúp gia trì công đức, tăng cát khí, bảo hộ gia chủ luôn được bình an, may mắn. Tuổi Hợi. Đôi khi, chính cách nhìn nhận vấn đề phức tạp khiến cho con giáp này trở nên khó giải quyết những khó khăn trước mắt. Hãy giải quyết riêng lẻ từng phần, đơn giản hóa mọi việc để có thể xác định được hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Trong tháng này, bản mệnh không nên đi xa hay đi du lịch xa nhà. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, con giáp này có thể mang một chiếc túi nhỏ màu đỏ có đựng đồng hoa mai hoặc sử dụng vòng tam hợp lộc tài bên mình để tránh vận xui hoặc thắp nến vào buổi tối. Con giáp này hãy ghi nhớ nên làm gì trong tháng cô hồn theo những điều phong thủy lộc tài hướng dẫn trên đây. Nếu có gì cần thắc mắc, hãy liên hệ đến số hotline dưới đây để được giải đáp sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.